Từ đầu năm 2024 đến giờ, Lionel Messi, GOAT, cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, chỉ có một bàn thắng, sánh ngang với Anthony. Đại kinh địch của Messi là Cristiano Ronaldo, thậm chí còn chưa ghi được bàn nào, tức là chưa bằng Anthony. Người đồng hương Neymar thì còn đang bị la ó vì quá béo, chứ nói gì đến việc ghi bàn. Erling Haaland được mệnh danh là tiền đạo hay nhất hiện tại ư? Thế từ đầu năm 2024 đến giờ, số bàn thắng của anh ta là bao nhiêu? Là con số không tròn chính. Lại một lần nữa kém Anthony, anh có hẳn một bàn thắng. Nhưng câu chuyện hài hước này khiến cho cổ động viên Man United cười ra nước mắt. Họ chẳng lấy gì làm tự hào, dù những điều vừa nói là sự thật. Bởi vì những danh thủ trên, Anthony chẳng khác nào cái móng chân của họ. À, so sánh với cái móng chân có khi còn là vinh dự cho Anthony. Nhưng so sánh này chỉ càng tô đậm thêm sự kém cỏi và được thế giới bóng đá ném về phía Anthony cái nhìn mỉa mai mà thôi. Bởi bàn thắng vào lưới Newport County thực ra là pha lập công đầu tiên của Anthony tính từ đầu mùa. Chính xác là 1.377 phút, chân sút người Brazil mới được tận hưởng cảm giác ăn mừng khi xé lưới đối phương. Sau đó, anh thực hiện động tác khép mỏ như một ám chỉ ăn thì phản nói ít thôi. Và ở cuộc trả lời phỏng vấn, Anthony có chia sẻ thế này: "Tôi đã chiến đấu nỗ lực để đạt tới đẳng cấp thi đấu cho câu lạc bộ. Tôi biết mình có nền tảng từ màn trình diễn hôm qua và tiếp tục thể hiện năng lực của bản thân. Tôi thúc đẩy bản thân mỗi ngày để có những màn trình diễn tốt hơn. Tôi sẽ tiếp tục khép mình lại để cải thiện và chơi theo bóng đá khiến cho Man United chiêu mộ tôi. Toàn bộ câu lạc bộ, tất cả các cổ động viên xứng đáng với những điều tốt nhất từ chúng tôi. Man United vẫn là một trong những đội bóng lớn trên thế giới, nơi mà tất cả mọi người đều muốn đến. Đây là nơi mà tôi muốn xây dựng câu chuyện của mình. Tôi biết đây không phải là một mùa giải dễ dàng. Chúng tôi không có được những kết quả như mong đợi với tư cách tập thể. Nhưng chúng tôi không bao giờ ngừng làm việc và tập trung vào những điều cần làm để cải thiện. Nói chung, tinh thần và sự tự tin của Anthony là có. Mỗi tội nó tỷ lệ nghịch với tài năng của anh. Newport County chỉ là câu lạc bộ hạng 4, tức là hạng đấu chuyên nghiệp thấp nhất tại nước Anh. Vậy mà Anthony còn chật vật vất vả thì ai dám tin anh có thể cải thiện đây? 90 phút trước câu lạc bộ này, nói không quá lời chút nào. Nhưng chính sự vô dụng của bản hợp đồng 100 triệu euro đã khiến Man United suýt phải nhận trận hòa. Anthony hoàn toàn không biết cách căng ngang và tạt bóng, khiến cho Rasmus Højlund cực kỳ đau bóng ở phía trong vòng cấm, dù chẳng ít lần chạy chỗ tìm được vị trí ngon. Cái chân phải của Anthony dù đã ghi được bàn thắng, nhưng đó là nhờ công lớn của Luke Shaw, khi cú cơ lòng của hậu vệ này khiến cho bóng bật ra và nhiệm vụ của Anthony là quá dễ. Còn lại, người ta cảm giác như nếu Anthony ngồi trên một chiếc xe đạp thì anh sẽ bị xoay vòng chứ chẳng đi thẳng được, vì chân phải của anh có cử động được đâu. Đại đa số các cầu thủ trên thế giới chỉ thuận một chân, nhưng Anthony thì gọi là cụt chân chắc không sai. Để tìm cho ra lần gần nhất Anthony lập công cho Man United, chúng ta phải quay về thời điểm giữa tháng 4 năm ngoái, trong trận đấu gặp Nottingham Forest tại vòng 31 Premier League. Đây là trận cầu mà cựu ngôi sao Ajax vừa ghi bàn vừa kiến tạo, giúp Quỷ Đỏ đánh bại đối thủ 2-0. Chừng đó đủ thấy Anthony đã tịt ngòi lâu như thế nào trước khi thông đồng trở lại. Nhưng ngay cả khi ghi bàn, anh cũng chẳng được ca ngợi. Chính phong độ kém cỏi của Anthony đã khiến cho fan Man United xem anh như một người thừa. Ở trận với Newport, chân sút 23 tuổi bị la ó liên tục vì màn thể hiện tổng thể suốt quãng thời gian hiện diện trên sân. Cứ mỗi khi Anthony chạm bóng là các tiếng bu bu vang dội ở các khán đài. Cựu cầu thủ Ajax được phân công theo kèm Adam Lewis của Newport. Nhưng anh đã quá hời hợt để rồi trố mắt nhìn khi hậu vệ trái của Newport đưa bóng vào vòng cấm để Will Evans ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2. Tệ hơn nữa, chính cú xe đạp chổng ngược không thành công của Anthony giúp Newport có cơ hội phản công. Quá tức giận với sai lầm của Anthony, người mộ MU đã chút giận trên mạng xã hội. Một người đăng: "Anthony chẳng biết làm gì cả, hãy bán anh ta đi." Một người khác bình luận: "Anthony đã quá hời hợt khi theo kèm đối thủ, anh ta thật vô trách nhiệm." Người thứ ba nổi giận: "Dalot và Anthony ở bên phải là cơn ác mộng, hai cầu thủ này quá lười biếng." Trong khi người thứ tư chỉ trích: "Anthony chỉ đứng yên nhìn bàn thắng đó. Nghiêm túc mà nói, anh ta làm được gì ngoài việc gây thất vọng?" Huyền thoại Gary Neville quá nản và nói rằng: "Các tuyển trạch viên có lẽ đã không đến xem Anthony nên mới kiếp đồng với anh ấy với số tiền như vậy. Có vẻ như họ làm theo đề xuất của Ten Hag. Tôi đổ lỗi cho câu lạc bộ vì mang Anthony về với mức giá 100 triệu euro. Không phải lỗi của Anthony khi trở thành một trong những cầu thủ chạy cánh đắt giá nhất thế giới. Đáng lẽ Anthony không bao giờ nên được đưa về với số tiền như vậy. Và bây giờ bạn đã thấy rằng việc được so sánh với các danh thủ kia đáng mỉa mai thế nào chưa? Anthony như một tiêu chuẩn thấp nhất để người ta mang ra cười cợt như kiểu: đấy, đến cái loại kém nhất như Anthony cũng hận được các siêu sao hàng đầu." Ten Hag không ám chỉ Anthony đã phạm tội tấn công bà phụ nữ, bao gồm cả bạn gái cũ, nhưng ông tin rằng các cáo buộc này giải thích cho phong độ sa sút của cầu thủ người Brazil. "Tôi có thể giải thích,
Tôi nghĩ rằng nó rất đơn giản. Tôi nghĩ rằng những vấn đề ngoài sân cỏ đã ảnh hưởng đến Anthony. Chúng đã tác động đến anh ấy, vì anh ấy phải giải quyết vấn đề đó. Anh ấy đã gây ra chúng, nên anh ấy phải giải quyết chúng. Nhưng cách nói của Ten Hag có vẻ là sự bào biện, bởi mạch trận không ghi bàn của Anthony đã kéo dài quá lâu. Pha lập công với lưới Newport chẳng có gì đáng để khen ngợi. Sự khởi đầu ngoạn mục của Anthony Old Trafford với 3 bàn thắng trong 3 trận đấu liên tiếp ở ngoại Anh hóa ra chỉ là một tai nạn. Anthony còn có một bàn thắng quyết định cho Barcelona ở mùa trước, nhưng nhìn chung, lối chơi của Anthony quá dễ dự đoán khi luôn cố gắng cắt vào trong rồi sút bằng chân trái. Thực tế là nếu không lấy mùa giải này làm ví dụ, đã có nhiều thống kê để tin rằng Anthony ghi và tạo ra quá ít bàn thắng trước khi tới sân Old Trafford. Trong mùa giải cuối cùng của Anthony ở Hà Lan, Ricky van Wolfswinkel đã ghi bàn lẫn kiến tạo nhiều gấp đôi tiền đạo cánh Brazil ở Eredivisie. Anthony cũng chỉ lọt vào đội hình tiêu biểu tháng của Eredivisie đúng một lần trong mùa giải cuối cùng của anh ở Hà Lan. Khi MU bị West Ham đánh bại vào tháng 12 năm ngoái, màn trình diễn xuất sắc đến từ Mohamed Kudus gợi ý rằng United đã mua sai cầu thủ Ajax. Hoặc MU đã chiêu mộ sai cầu thủ từ Hà Lan. Tháng 11 năm 2013, Liverpool đã mua Cody Gakpo, một tiền đạo mà Ten Hag rất ngưỡng mộ. MU thiếu nguồn lực để cạnh tranh sau khi đã chi đậm ở mùa hè 2022. Đó là khi họ đã quyết định không chi trên 60 triệu euro cho Anthony, nhưng cuối cùng phải trả 100 triệu euro. Kể từ đó, khi họ thiếu ngân sách để mua cầu thủ, mà giá cao ngất ngường của Anthony là một trong những lý do. Với giá 85 triệu bảng, Anthony là bản hợp đồng đặt giá thứ hai trong lịch sử Man United. Nhưng về mặt giá trị đối với số tiền đã chi, có thể coi như là chữ ký tồi tệ nhất. Và giờ Anthony đang ở vị trí trung tâm cuộc chiến chống lại Ten Hag. Hồ sơ chuyển nhượng của huấn luyện viên Gai Lan đang bị chỉ trích rất nhiều. Điều này khác biệt so với mùa giải trước. Mọi người đều nói về việc Lisandro Martinez đang làm rất tốt. Mọi người nói rằng Christian Eriksen là một bản hợp đồng xuất sắc. Tirel Malaysia rất thông minh. Sau đó chúng ta có Anthony, người chơi ổn, Casemiro, xuất sắc. Mọi người đều nói như vậy mùa trước. Ngay cả trong lời bảo vệ đó, đáng chú ý là Ten Hag không dám đánh giá Anthony vượt ra ngoài mức ổn. Một năm sau, thậm chí người có sự hào phóng nhất cũng không thể nói như vậy. Và dù Anthony có bị ảnh hưởng bởi cuộc sống ngoài sân cỏ đi nữa, vẫn có hai lý do để đặt câu hỏi về thương vụ của Ten Hag. Về việc nghĩ rằng Anthony đủ tốt để chơi cho MU và việc trả 85 triệu bảng để có anh ta.